Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa các quý đạo hữu, hôm nay Yến đến với quý đạo hữu với một câu hỏi có nội dung về việc ảo tưởng của cái bạn này. Bạn hay bị ảo tưởng, gọi là ảo tưởng sức mạnh. Thế thì bạn cũng hỏi là do đâu mà có cái bệnh ảo tưởng này, và cái cách chữa cái bệnh ảo tưởng này như thế nào, tức là cái cách tu tập thế nào để chuyển hóa được cái bệnh ảo tưởng này. Yến xin đọc câu hỏi. Con thưa cô Yến, con mong cô Yến giúp con với ạ. Con bị một cái tật rất khó sửa, đó là con luôn bị ảo tưởng. Con luôn ảo tưởng mình là người quan trọng, mình đẹp trai, mình có sức hút. Tuy con không thể hiện ra ngoài, nhưng trong tâm con lúc nào cũng xuất hiện hàng loạt suy nghĩ đó. Nhiều lúc con muốn dừng nó lại mà không được. Tiếp nữa là có những việc con ảo tưởng rằng chắc chắn việc đó theo ý mình, thì y như rằng việc đó sẽ đi ngược lại với tâm con. Nghĩ con bạch cô, đây có phải là bệnh ảo tưởng không ạ? Con mong cô có thể giúp con với ạ. Thật sự con rất muốn thoát khỏi cái tâm ảo tưởng này ạ. Thì kính thưa các quý đạo hữu, đúng là người có ảo tưởng thì là người thường rất là viển vông đấy, luôn luôn ảo tưởng. Và đôi khi nếu như mình không biết đó là ảo tưởng thì mình sẽ có những cái hành động nó khiến cho người khác nhìn vào thấy nó rất là buồn cười, đôi khi trở nên lố bịch đấy. Đấy là cái tai hại của cái bệnh ảo tưởng. Ví dụ như là mình lúc nào mình cũng ảo tưởng mình là rất là đẹp trai, thế thì có thể là mình sẽ coi thường luôn cái người khác. Thế rồi thì thực sự chẳng đẹp gì cả nhưng cứ nghĩ mình là đẹp, cho nên là mình có thể là chê bai người này, chê bai người kia, hoặc là một sự việc cụ thể. Ví dụ như là mình cứ đòi phải yêu được những cái cô gái mà nó phải đẹp, nó phải con nhà giàu, nó phải giỏi giang thì mới xứng với mình. Đấy, cái ảo tưởng ấy thì thường là tôn mình lên, cái tôn mình lên nó cao quá. Thế rồi tôn mình thì tôn mình về hai mặt. Thứ nhất là về dung sắc, thứ hai là về tài năng. Cứ nghĩ là mình đẹp, cứ nghĩ là mình giỏi. Thế thì cái đó nó khiến cho mình có những cái suy nghĩ không sát với thực tế, xa rời thực tế. Vì mình ảo tưởng về sức mạnh, tức là ảo tưởng về khả năng của mình, cho nên mình nghĩ là mình sẽ làm được cái này, làm được cái kia, và nó sẽ hoàn thành như thế này. Cho nên là cái hành động của mình sẽ thiếu đi những cái lắng nghe, thiếu đi những cái khiêm nhường, và cái kết quả thì không được như mong đợi. Rồi sau đó sẽ đưa đến dần dần là mọi người thấy được như vậy sẽ coi thường mình. Đấy, cái tai hại của cái bệnh ảo tưởng là như thế. Thì đúng cái em nói đó là cái bệnh ảo tưởng, tức là không đúng với thực chất của nó. Đánh giá sai lầm về dung sắc của mình, về khả năng của mình. Đấy, mình thường có như vậy. Thế thì cái trạng thái tâm của mình như thế này là do cái tâm gì sinh ra? Đó là tâm ngã mạn và coi thường người khác sinh ra. Đấy, ví dụ mình làm được một cái việc gì đó thì mình ngã mạn, mình coi như mình là giỏi. Thế rồi mình không coi thầy người dạy mình ra gì, không tôn trọng thầy nữa, không tôn trọng cái người mà đã dạy mình nữa. Thế rồi mình cũng không lắng nghe sự đóng góp ý kiến của ai nữa. Và cái sự ngã mạn này thì nó lại đi với khinh khi người khác. Đấy, thế cho nên cái tội ngã mạn này nó rất là lớn. Tiếp còn nữa, lại ngã mạn rồi thì thường sinh ra cái tâm đố kỵ. Mình coi mình là giỏi rồi, cho nên ai giỏi hơn mình không muốn. Cho nên mình tìm mọi cách để khiến cho có thể là đi nói xấu người ta, có thể là có những hành động ác hại người ta, khiến cho người ta làm sau đó mà không được cái danh tiếng như mình. Đấy,
cho nên nó gây ra cái bệnh ảo tưởng. Bây giờ muốn chuyển hóa được cái bệnh ảo tưởng này thì chúng ta thường thế nào? Thường tán thán việc làm tốt của người khác. Thứ hai là lắng nghe ý kiến của mọi người. Thứ ba là tư duy sát thực để đánh giá mình một cách chân thực nhất. Thứ tư, luôn luôn khiêm tốn. Đấy, cái đó thì sẽ khiến chúng ta chuyển hóa được cái tư duy suy nghĩ ảo tưởng và khiến cho chúng ta có được cái thành công. Bởi vì chúng ta sẽ nhìn thật vào ta thì ta sẽ tiến bộ được. Đấy, những cái điểm nào còn khuyết thì chúng ta sẽ tu tập, chúng ta sẽ học hỏi thêm. Còn cái người ngã mạn thì không có học hỏi ai nữa, vì là họ cũng không muốn nghe, không muốn học hỏi nữa. Đã ngã mạn rồi, cứ thấy mình là tốt rồi. Cho nên là đôi khi cứ nghe thấy cái tốt của người khác thì lại có cái thái độ là ui giời, cái đấy không phải nghe, làm sao mà phải nghe, cái người đó thì chưa đáng tầm để mình phải nghe. Đấy, cho nên là rất là nguy hiểm. Thực sự là sư phụ có một cái lời dạy rất là hay cho Phật tử, sư phụ Thích Trúc Thế Minh ấy, là chúng ta hãy nghe dù cái người đó là đứa trẻ con, có cái điều gì tốt chúng ta cũng phải nên học hỏi. Đấy, cho nên là khi mà nghe được lời sư phụ như thế thì cô thấy rất là hoan hỉ, vì cái lời dạy của sư phụ mình thực hành theo thì mình luôn luôn sống được bình đẳng, hòa nhập với mọi người và học hỏi được tất cả những cái gì tốt của mọi người xung quanh mình. Và mình luôn luôn có thể cống hiến cho mọi người bằng đúng cái khả năng chân thật của mình. Đấy là việc tôn trọng người khác. Và nói trong Phật Pháp thì gọi là y pháp bất y nhân. Nếu cái điều này được nói ra từ ai mà điều đó là thiện, mang tới lợi ích cho mình, mang tới lợi ích cho chúng sinh, thì mình lên thực hành theo, lên tán thán cái pháp đó, chứ không có y cứ vào đây phải là ai mình mới nghe. Trên cái bài lòng tin thì Đức Phật cũng có dạy: chớ vội tin vì điều đó được nói ra từ người có uy quyền, chớ vội tin vì điều đó được nói ra từ truyền thống, chớ vội tin vì điều đó được nói ra từ kinh điển, chớ vội tin vì điều đó nói ra từ bậc đạo sư của mình. Mà chúng ta sau khi nghe, tư duy, thấy việc đó là thiện, được người trí tán thán, mang tới lợi ích cho mình, mang tới lợi ích cho người, thì chúng ta nên tin theo. Và khi thực hành thấy có kết quả thì chúng ta nên tin và làm theo, và cũng có thể hướng dẫn cho nhiều người làm. Thì đấy là cái ý nghĩa của cái bài kinh lòng tin này như thế. Thế cho nên chúng ta muốn bỏ qua được cái bệnh ảo tưởng này thì chúng ta phải nhận xét đúng về mình, và chúng ta tin vào mình bằng cái khả năng chân thật của mình. Khả năng đó nếu như mà còn yếu kém thì chúng ta cần phải học hỏi, và chúng ta nên luôn tán thán những việc làm tốt của người, học theo những việc làm tốt của người, rút kinh nghiệm những việc làm chưa tốt của mình và nhìn nhận bản thân của mình đúng với sự thật nhé. Thế thì cũng mong rằng là bạn nghe tham khảo và có thể thực hành, sẽ giúp cho bạn sớm mà thoát khỏi cái bệnh ảo tưởng này. Chúc bạn tinh tấn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.